Vâng ạ, hôm nay là buổi chiều ngày 29 tháng 7 đấy ạ. Xưởng đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang xin được chào đón gia đình anh chị Lý Khang ấy ạ. Anh chị có địa chỉ tại khu 9, thị trấn Nông Trường, Trần Phú ạ, Văn Chấn, thành phố Yên Bái. Hôm nay anh chị cũng sang trực tiếp xưởng đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang để tham khảo ạ. Và cũng rất nhanh chóng lựa chọn cho gia đình nhà mình bàn ghế ngay vào mình. Chất liệu là bằng gỗ rổi chun, bộ của em là gồm 7 món đấy ạ. Và sản phẩm này thì bên xưởng đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang cũng đã hoàn thiện phần bêu bóng rồi. Thì anh chị thấy thiếu thì bên xưởng đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang sẽ bàn giao trực tiếp cho gia đình nhà anh chị trong buổi chiều ngày hôm nay đấy ạ. Đấy, trước màn hình các bác đang theo dõi là hình ảnh của gia đình chị Lý, có địa chỉ tại khu 9 thị trấn Nông Trường, Trần Phú đấy ạ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Và hôm nay anh chị là cũng sang trực tiếp xưởng đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang. Ngày trước là anh chị cũng ủng hộ cho bên xưởng nhà em một bức tranh, một chiếc đồng hồ và một chiếc kệ rổi chun rồi. Thì hôm nay anh chị là cũng sang lựa chọn thêm cho gia đình nhà mình một bộ bàn ghế gỗ rổi chun nữa đấy ạ. Chất liệu là gỗ rổi chun, mẫu là mẫu nghê bảo đỉnh đấy ạ. Tay cột 16. Đây anh chị đang đánh dấu bộ sản phẩm đấy ạ. Và hiện tại đây bên xưởng đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang có rất nhiều các mẫu ghế rổ chun như tay cột 12, cột 14, cột 16 và cột 18. Ngoài gỗ rổ chun, gỗ đinh hương, đinh chun, đinh thối và các mẫu ghế hương đá nữa đấy ạ. Các bộ hoàng gia liền tấm liền khối, hàng sofa liền tấm liền khối nữa. Rất nhiều các sản phẩm đẹp. Kính mời các bác khách hàng trên mọi miền Tổ quốc đến trực tiếp xưởng đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang. Có địa chỉ tại tổ 11, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang. Cơ sở 3 có địa chỉ tại làng nghề Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh, đối diện với trường Đại học Thể dục Thể thao đấy ạ. Rất nhiều các sản phẩm đẹp và ưng ý. Kính mời các bác đến trực tiếp xưởng nhà em tham quan và lựa chọn. Các bác ở xa thì có thể liên hệ qua các số điện thoại của nhà em là 0988 986 và 601 và các số điện thoại là 0916 912 888 ạ. Bên xưởng đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang sẽ tư vấn trực tiếp cho các bác mua những bộ sản phẩm ưng ý, đúng sản phẩm, đúng chất lượng, phù hợp với lại không gian phòng khách của gia đình nhà mình. Và một lần nữa, em cũng xin cảm ơn các bác khách hàng trên mọi miền Tổ quốc ạ, luôn luôn đồng hành và ủng hộ cho bên xưởng đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang chúng em. Và cảm ơn gia đình anh chị Lý Khang, cảm ơn gia đình anh chị ạ. Và cảm ơn gia đình anh chị rất nhiều. Và mấy người đã xem về